chương trình tình yêu Hàn Quốc thật sự ngày càng trở nên sáng tạo. Các khách mời nam và nữ bị khóa chung 24 giờ một ngày, kể cả khi ngủ, tắm và đi vệ sinh cũng không được tách rời. Thật là kích thích phải không nào? Chào mừng các chị em, đây là nơi chị em chúng ta cùng nhau phàn nàn và bình luận. Hôm nay, chúng ta cùng xem chương trình tình yêu mới nhất của Hàn Quốc, trên The Action. Để nuôi dưỡng mối quan hệ giữa các khách mời, ban tổ chức đã quyết định khóa họ lại với nhau theo đúng nghĩa đen. Bốn chàng trai và bốn cô gái, họ yêu nhau trong khi đeo xích sắt. Chỉ cần nhắc đến chương trình này là tôi không thể ngủ được nữa. Nữ khách mời số 1 Kyu Jun Jung với biểu cảm lạnh lùng suốt chương trình. Nữ khách mời số 2 là An Sung Jeon. Nữ khách mời số 3 Choi Sung Hon, nghề nghiệp là kế toán. Nữ khách mời số 4 Choi Hu Ju trông giống như thành viên nhóm nhạc nữ. Nam khách mời số 1 Kang Ki Ung U. Nam khách mời số 2 Kim Sung Jun đã có màn tỏ tình đậm chất lãng mạn ngớ ngẩn ngay khi xuất hiện. Nam khách mời số 3 là Lee Sung Jae. Nam khách mời số 4 là Lee Sung Hun. Chương trình này ngay từ đầu bắt đầu ghép cặp ngẫu nhiên tiến hành đeo xích sắt. Xích sắt tuyệt đối không được gỡ bỏ. Chỉ khi ban tổ chức cho phép, họ mới có thể gỡ bỏ xích. Ngoài việc phải đeo xích ngay cả khi đi tắm hay đi vệ sinh ra, thì tình hình cặp đôi được ghép nối trong ngày đầu tiên như sau. Kyu Jun Jung được ghép cùng Kim Sung Jun, Choi Hu Ju và Lee Sung Hun. An Sung Jeon cùng Lee Sung Jae và Choi Sung Hon với chàng Kang Ki Ung U. Phản ứng của mọi người trước kết quả không mấy phấn khởi, trừ Lee Sung Hun, người đã để mắt đến Choi Hu Ju từ lâu. Theo mô típ cũ của chương trình tình yêu, việc đầu tiên sau khi chuyển vào nhà chung là đi mua sắm và nấu ăn. An Sung Jeon và Lee Sung Jae đảm nhận nhiệm vụ đi chợ. Cả hai đều sinh năm 2000 nên có nhiều chủ đề để trò chuyện. An Sung Jeon hỏi Lee Sung Jae cảm thấy thế nào khi trở thành một đôi, và anh ấy trả lời rằng cảm thấy rất tốt. Ngay khi trả lời xong liền hỏi cô có ấn tượng với ai nhất. An Sung Jeon bật ra một câu rồi ngay lập tức sửa lại, anh là người tốt nhất. Cuộc đối đáp thăm dò lẫn nhau này cũng khá thú vị, và cả hai đều không phải dạng vừa. Trong khi đó, Kyu Jun Jung và Kim Sung Jun đi mua sắm cùng nhau nhưng không hề có sự kết nối. Kyu Jun Jung lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với các chàng trai. Trở lại nhà chung, Lee Sung Hun và Choi Hu Ju lại rất hòa hợp. Một lời nói không đúng của anh đã khiến cho Choi Hu Ju cười sảng khoái, và hai người vui vẻ vỗ tay, thân thể có những tiếp xúc gần gũi. Việc rửa bát khi đeo xích rất bất tiện, nên Lee Sung Hun quyết định để Choi Hu Ju nghỉ ngơi và tự mình rửa bát, và anh nói rằng sẽ không để cô phải chạm vào nước. Những lời nói như vậy thực sự khiến người ta xao xuyến. Lee Sung Hun trông giống như một chú cún ngoan ngoãn. Khi Choi Hu Ju đi trước, anh lặng lẽ đi theo sau cô. Anh cũng rất thành thật, thậm chí kể cả chuyện mình hối hận trước khi đeo xích đã không kịp đi vệ sinh. Anh còn nói rằng mình rất chân thành với cảm xúc dành cho Choi Hu Ju. Khi mới rửa bát, việc Lee Sung Hun nói nhầm lời cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Còn tính cách của Choi Hu Ju là kiểu người càng thích ai thì càng trêu chọc người đó. Nghe vậy, Lee Sung Hun không chần chừ mà hỏi luôn, vậy là cô có cảm tình với tôi phải không? Câu trả lời của Choi Hu Ju lại khá mập mờ, có thể có, cũng có thể không. Trái tim của Lee Sung Hun lập tức bị nắm chặt. Ngày hôm sau, việc đầu tiên anh làm sau khi thức dậy là hỏi xem Choi Hu Ju đã ngủ ngon không, thể hiện sự quan tâm thật lòng. Choi Sung Hon và chàng Kang Ki Ung U ngồi cùng nhau chỉ toàn là những khoảnh khắc xấu hổ, giống như một cặp đôi giả mạo bị ép buộc phải hẹn hò cùng nhau. Chàng Kang Ki Ung U còn há miệng ngáp trước mặt cô gái và nói rằng mẫu bạn gái lý tưởng của mình là người có tiếng nói chung và trông ưa nhìn. Điều này ngầm ám chỉ rằng Choi Sung Hon không đáp ứng được hai tiêu chí đó, tức là anh không hài lòng với cô. Kyu Jun Jung có tính cách hơi mèo, hơi dè dặt, nhưng cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với Kim Sung Jun. Ăn tới nửa bữa, cô muốn đi vệ sinh và kéo Kim Sung Jun chạy ào tới nhà vệ sinh. Ban tổ chức chương trình quả thật rất nghiêm ngặt khi không cho họ tháo xích ngay cả khi đi vệ sinh. Kim Sung Jun đứng ngoài cửa không sao chứ. Hàng ngày, họ đều phải rút thăm xem đối tác hôm đó bị xích tay lại cùng họ là ai, và vào ngày thứ hai, tất cả các cặp đôi đều bị xáo trộn. Chàng Kang Ki Ung U thờ ơ với Choi Sung Hon, chỉ mong muốn được ghép cùng An Sung Jeon, và thật trùng hợp, An Sung Jeon cũng muốn được khóa chung với anh. Nhưng đáng tiếc, không phải lúc nào ý trời cũng trùng với ý người, chàng Kang Ki Ung U được ghép cùng Choi Hu Ju, Choi Sung Hon lại rơi vào tay Kim Sung Jun lạ lẫm nhất, Lee Sung Jae được ghép với Kyu Jung Jung, và còn lại là Lee Sung Hun và An Sung Jeon. Không ai trong số 8 người hài lòng với cặp đôi mới của mình, thật là rủi ro cực độ. Khi nghe nói Choi Hu Ju sẽ đi hẹn hò với người đàn ông khác, Lee Sung Hun vô cùng ghen tị. Choi Hu Ju đang cãi nhau với chàng Kang Ki Ung U, Lee Sung Hun đột nhiên lên tiếng bảo họ đừng cãi nhau nữa. Sau đó, anh ta nói với Kang Ki Ung U với giọng điệu của một người từng trải, chỉ cần anh hợp tác tốt, cô ấy sẽ rất nghe lời mọi người ở đó nghe mà sững sờ. Choi Hu Ju đâu phải con mèo con chó, cái giọng chủ nhân của anh là sao? Trò đùa này thực sự hơi quá đà. Choi Hu Ju lập tức cảm thấy không vui. Khi An Sung Jeon và Lee Sung Hun ở trên xe riêng, họ lại bắt đầu một trận đấu trí cao thủ. An Sung Jeon chủ động tung ra những lời ngon tiếng ngọt, trong số các anh chàng, em cảm thấy thoải mái nhất với Oppa, em muốn trở nên thân thiết với anh. Những gì anh nói hôm qua khiến em ấn tượng và có cảm tình. Lee Sung Hun không dễ dàng mắc câu, anh đáp lại, em không ghét tôi sao? Tôi cứ nghĩ em không thích tôi. An Sung Jeon vội vàng phản bác, không, em luôn khen anh mà.
Lee Seung-hun thực ra cảm nhận được rằng cô có cảm tình hơn với Kang Ki-ung-u và Lee Seung-jae. Nhưng làm sao An Seung-jeon có thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào? Cô liền giải thích, chúng ta mới chỉ bắt đầu mà, phải tiếp xúc nhiều hơn mới biết ai phù hợp với mình. Em sẽ xem xét anh sau này. Anh cũng đừng chỉ tập trung vào một người. Ngay cả phòng quan sát cũng nhận ra rằng cô đang quản lý một trại cá. Trong sách giáo khoa về cách thu hút đàn ông trong chương trình tình yêu, chắc chắn phải ghi tên cô vào. Địa điểm hẹn hò của họ là đến một hang động để trò chuyện. An Seung-jeon bị chảy chân và Lee Seung-hun tình cờ mang theo băng cá nhân. Cảnh này tôi đã thấy trong các chương trình tình yêu không biết bao nhiêu lần. Dù chỉ là đi trên một bãi biển nhỏ, Lee Seung-hun vẫn cố gắng từng bước một dẫn đường cho An Seung-jeon. Thật không cần thiết phải phóng đại như vậy. Kim Seung-jun làm huấn luyện viên bơi lội. Vì thế, Kim Seung-jun đã dẫn Choi Sung-hon đi lặn dưới biển. Khi xuống cầu thang, anh lo lắng cô ấy không vững nên đã nắm tay dẫn cô ấy đi. Sau đó, khi đến chỗ bằng phẳng, họ vẫn tiếp tục nắm tay nhau. Điểm cộng duy nhất của chương trình này là trong tình huống nguy hiểm, họ có thể tháo xích, như khi lái xe hay lặn biển. Nếu không tháo ra, chắc họ đã phải chôn chung. Rồi, Kim Seung-jun để thể hiện mình, đã nhảy một cú vô cùng đẹp xuống nước, và sau đó biểu diễn các động tác lặn khó dưới nước cho Choi Sung-hon xem. Cô gái không tham gia được gì, chỉ có thể đứng trên bờ nhìn. Cảnh tượng này càng nhìn càng giống màn trình diễn của cá heo trong thủy cung. Choi Sung-hon không biết bơi, nhưng dưới sự khích lệ của anh, cô đã dũng cảm nhảy xuống nước. Khoảnh khắc anh chàng đỡ lấy cô dưới nước, trái tim tôi không kiểm soát được mà rung động. Hiệu ứng cầu treo lúc này thật khó để không cảm nhận được. Sau đó, Kim Seung-jun giúp Choi Sung-hon mặc áo phao, đeo kính lặn và lúc ở trong nước thì luôn chăm sóc cô, dắt tay dạy cô bơi. Những chi tiết này cũng thật sự làm tăng điểm trong mắt người xem. Choi Sung-hon nếu như có phát sinh tình cảm với anh ấy, thì là điều hết sức hợp lý. Ngược lại, buổi hẹn của chàng Kang Ki-ung-u thì cứ như một ông lão, kéo Choi Hu-ju đi, ngâm chân trong bể bơi, sau đó lại đi nhặt một bông hoa để cài lên đầu cô. Khi đôi kiều rung rung đến, anh còn tìm cái phao hơi để mọi người đặt chân lên. Ôi trời, đang làm cái gì thế này? Đang so sánh xem ai cắt móng chân đẹp hơn à? Họ chưa làm gì cả mà đôi lặn biển kia đã chơi xong và trở về rồi. Kim Seung-jun thật sự là một người rất chu đáo. Vào nhà, anh liền nấu cơm cho cô gái. Choi Sung-hon cũng rất tự nhiên khi đút cho anh ấy ăn. Sau đó, hai người cùng ngồi ăn với nhau. Không khí hẹn hò giữa họ có lẽ là tốt nhất trong chương trình. Choi Sung-hon rõ ràng đã bị xúc động, lần sau vẫn muốn chọn Kim Seung-jun để khóa cùng. Tuy nhiên, khi Kim Seung-jun được hỏi về người không muốn tiếp tục khóa chung, anh lại nêu tên Choi Sung-hon. Những rung động trong lúc lặn biển cuối cùng cũng chỉ là nhầm lẫn. Đến tối, họ phải mang xích ngay cả khi đi tắm. Khi các cô gái tắm, Lee Seung-jae giống như một chú chó bị chủ nhân xích ngoài cửa. Anh ấy chán trường đến mức sụp đổ, không tìm được chỗ ngồi và cuối cùng chỉ có thể ngồi trên đất, trông thật buồn cười. Anh chàng này từ khi xuất hiện chưa hề thích bất kỳ nữ khách mời nào, giờ còn phải chịu đựng sự phiền phức này, chắc trong lòng đã bắt đầu chửi thầm rồi. Tiền thù lao này thật không dễ kiếm, họ phải bị khóa chung ngay cả khi ngủ. An Seung-jeon muốn tắm vào buổi sáng còn phải đánh thức Lee Seung-hun, dậy bằng cách kéo xích. Lee Seung-hun quá buồn ngủ đến mức ôm gối tiếp tục ngủ trong nhà vệ sinh. Thật là mệt mỏi. Hình ảnh này quá kỳ lạ. Và không chỉ mình anh ấy ngủ trong nhà vệ sinh, có vẻ như nhiều khách mời nam trong chương trình cũng làm vậy. Khi được thông báo có thể mở khóa, mọi người đều hành động nhanh chóng, rõ ràng là đã chán cái xích sắt này lắm rồi. Lee Seung-hun muốn chủ động nói chuyện với Choi Hu-ju, nhưng mọi thứ đã thay đổi, Choi Hu-ju không còn muốn phản hồi anh nữa. Anh không hề nhận ra mình đã nói nhầm lời, vẫn còn đang tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Ở thời điểm này, nam khách mời thứ 5 của chương trình, Son Jung-seok, bất ngờ xuất hiện. Anh làm việc trong nhóm hỗ trợ quản lý tại Samsung, tôi sẽ gọi anh là Son Jung-seok. Ban tổ chức lại có một trò chơi, các cô gái xếp hàng, ai muốn ghép đôi với Son Jung-seok thì phải nhảy xuống nước bơi tới, và đó là cuộc đua ai đến trước được chọn trước. Tình huống trở nên cực kỳ ngượng ngùng, nhưng may mắn thay, các cô gái đều rất tôn trọng Son Jung-seok, mặc dù với vẻ mặt không mấy hào hứng, họ vẫn nhảy xuống nước, và sau đó đi dạo dưới nước một cách miễn cưỡng trước khi bò lên bờ. Cuối cùng, An Seung-jeon và Son Jung-seok thành công trong việc ghép đôi, khiến cho Kang Ki-ung-u, người ở bên cạnh, trở nên không vui. Đây đã là lần thứ 3 mà anh ấy không thể ghép đôi với nữ thần trong lòng mình. An Seung-jeon là một nữ hoàng biển cả, làm sao An Seung-jeon có thể bỏ qua con cá mới này? Cô ngồi vào xe của Son Jung-seok và ngay lập tức hỏi anh có muốn bỏ kính ngữ không, đồng thời đề xuất nếu từ giờ mà nói kính ngữ sẽ bị búng chán. Son Jung-seok tưởng rằng các chàng trai ngủ chung do đó anh không mang theo đồ ngủ, cô liền nói anh cũng có thể ngủ như vậy, chỉ mặc quần lót và áo trong, anh sẽ trở thành người đỉnh nhất. Son Jung-seok dường như bị cô hấp dẫn đến mức không biết phải làm sao. Các nam khách mời còn lại tức thì cảm thấy nguy hiểm. Và bây giờ họ đều tụ tập lại lén lút bàn luận về Son Jung-seok. Họ nói rằng ban đầu cứ tưởng anh là nhân viên âm thanh, ám chỉ anh không đẹp trai, nói rằng anh không tạo ra áp lực cho họ, những lời này chỉ là để tự an ủi. Địa điểm hẹn hò của Son Jung-seok và An Seung-jeon là một khách sạn, họ mở một phòng và cùng nhau ăn trái cây, trò chuyện, thực sự là cực kỳ nhàm chán. Những người còn lại đều đang vui vẻ tại hồ bơi của biệt thự.
Lee Seung Hun ban đầu muốn giúp Choi Woo Joo đẩy phao bơi, nhưng Choi Woo Joo lại trực tiếp nhảy xuống nước và bỏ đi. Khi mọi người tập trung lại, nữ khách mời thứ 5 cũng xuất hiện. Lisa, một người mẫu, có vóc dáng đẹp không thể chê vào đâu được. Trong bữa tối, Son Jung Sok chủ động nói chuyện với Choi Sung Hon. Họ tình cờ có người quen chung, nên việc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn. An Seung Jeon nói rằng mình hơi choáng váng vì uống nhiều rượu, Kang Ki Ung U chu đáo lập tức đưa nước cho cô. Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội. Khi những người khác ra về, Choi Sung Hon vẫn đang trò chuyện với Son Jung Sok. Vì chỗ làm việc của họ rất gần, Choi Sung Hon chủ động hỏi anh, khi tôi đến khu vực đó, tôi có thể rủ anh đi ăn cùng không? Son Jung Sok dĩ nhiên là đồng ý. Choi Woo Joo nhận ra mình đang làm kẻ thứ ba, liền đứng dậy nhường chỗ. Nhưng tiếc là họ chưa kịp có thời gian riêng tư thì Lisa lại xuất hiện. Lisa đã để mắt đến Son Jung Sok, không chút giấu giếm, trực tiếp trò chuyện với anh ngay trước mặt Choi Sung Hon. Choi Sung Hon bỗng nhiên thấy mình không thể xen vào câu chuyện, và cuối cùng chỉ có thể đứng dậy rời đi. Sau khi có người mới gia nhập, các cô gái cũng tụ tập lại mở một cuộc họp nhỏ. Kyu Jun Jung chia sẻ rằng cô ấy có cảm tình với Kang Ki Ung U và Lee Seung Hun. Tuy nhiên, ngay sau đó An Seung Jeon nói rằng cô ấy cũng thích Kang Ki Ung U, và thêm vào đó là Kim Seung Jun, hai người mà cô chưa có cơ hội hẹn hò, lại vừa trùng hợp là người mà Kyu Jun Jung cũng thích. An Seung Jeon nói giờ tôi cảm thấy mình giống như người xấu. Khi Kyu Jun Jung đang ngồi đó, tôi còn đi hỏi xem Kang Ki Ung U Oppa có đi biển không. Choi Sung Hon thích Kim Seung Jun, mà tôi cũng cảm thấy Kim Seung Jun khá ổn. Chắc chị em không giận tôi chứ? Ôi, hai người đàn ông tôi đều thích, thật là khó xử. Nhưng có thể ngày mai tôi lại thay đổi ý định. Mặt khác, Kim Seung Jun đang trò chuyện với Son Jung Sok. Kim Seung Jun nói rằng mình vẫn chưa ghép đôi thành công với người anh ấy muốn, nhưng bây giờ tâm ý của anh đã khá rõ ràng. Sự sắp đặt của chương trình thật sự tài tình, khi một đám trai xinh gái đẹp đang vui vẻ ở bữa tiệc bể bơi, bỗng nhiên phải lên sân khấu để thể hiện tài năng và sức hút của mình, cảm giác như đang ở buổi biểu diễn nghệ thuật ở trường tiểu học vậy. An Seung Jeon có tài năng là dẫn chương trình tin tức, và cô đã sử dụng giọng điệu chuyên nghiệp của mình để hỏi mọi người một số câu hỏi. Sau đó, cô công khai hỏi Lee Seung Hun, anh đã nói từ đầu đến giờ anh vẫn luôn một lòng không thay đổi, vậy người anh thích là ai? Anh có thể gợi ý cho mọi người biết được không? Lee Seung Hun thích Choi Woo Joo, nên gợi ý của anh là người đẹp nhất ở đây. An Seung Jeon ngay lập tức nhảy vào, có phải người đó là tôi không? Sau đó, cô tiếp tục hỏi Son Jung Sok, Oppa, anh đã nói ở đây, anh đã hẹn hò với người mà anh cảm thấy có ấn tượng đầu tiên tốt nhất, liệu có phải anh đã lọt hố em rồi không? Son Jung Sok bị cô đặt câu hỏi ngay trước mặt mọi người khiến anh không thể từ chối, chỉ có thể nói rằng anh chưa hoàn toàn bị mê hoặc, chỉ mới bị một nửa thôi. An Seung Jeon biểu thị rằng để anh có thể hoàn toàn bị mê hoặc, cô sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Kang Ki Ung U, người ở bên cạnh, nghe thấy mà lòng không được vui, tự hỏi tại sao nữ thần trong lòng anh lại không hỏi anh, liệu mình có phải không đủ tốt không? Lee Seung Jae cũng trở nên tò mò về An Seung Jeon vì không được cô hỏi. Mánh khóe này quả thật là một mũi tên trúng nhiều đích. Mọi người hát và nhảy đều là chuyện bình thường, nhưng Kim Seung Jun lại mang đến màn biểu diễn bóng nước nghệ thuật, và thậm chí anh còn bế Kyu Jun Jung lên sân khấu. Vậy Kyu Jun Jung biểu diễn cái gì? Cô ấy giả vờ mồm bị dán băng dính và sử dụng nghệ thuật nói bụng để cầu cứu, màn trình diễn tài năng bỗng chốc biến thành cuộc thi vui nhộn. Người được chọn để ghép đôi tối đó là do các chàng trai quyết định, và một cảnh tượng náo nhiệt đã xuất hiện khi hai chàng trai cùng cạnh tranh một cô gái. Son Jung Sok và Lee Seung Jae, một người ở bên trái, một người ở bên phải, đã trói cả hai tay của An Seung Jeon. Kim Seung Jun và Lee Seung Hun cũng đang tranh giành Choi Woo Joo. Nhưng đỉnh điểm chưa dừng lại ở đó. Khi Kang Ki Ung U thấy không còn chỗ trói tay An Seung Jeon, anh quay đầu chọn Lisa. Ban tổ chức chương trình đột nhiên tuyên bố rằng, lựa chọn của anh không nhất quán với những gì anh đã nói trước đó. Anh phải theo lựa chọn mà mình đã nói trước đây. Kang Ki Ung U đành phải gượng gạo tháo còng từ tay Lisa xuống. Sau đó, Kang Ki Ung U lại đeo xích vào tay An Seung Jeon. Chúc mừng An Seung Jeon vì đã nhận được 3 chiếc vòng tay vàng. Lisa vì bị đối xử như vậy mà bật khóc, cô chỉ muốn về nhà. Trước khi mở chương trình này, tôi không nghĩ rằng nó lại có thể hài hước đến thế. Đây là cảnh tượng một người dắt 3 chó. An Seung Jeon vừa mới ngồi xuống thì hậu cung của cô đã nổi lửa. Lee Seung Jae muốn lần sau có cuộc nói chuyện riêng với An Seung Jeon, nhưng Son Jung Sok bất ngờ nói ra một câu, nếu đợi đến lần sau mới nói thì đã muộn rồi. Lee Seung Jae ngay lập tức đáp trả, tôi không có nghĩa vụ phải nói với bạn. Son Jung Sok cũng không muốn nghe anh ấy nói. Lee Seung Jae cảm thấy Son Jung Sok là người hay gây sự, nếu anh không muốn biết thì đừng hỏi. Son Jung Sok thậm chí nói, tôi đang cho bạn cơ hội đấy. Lần sau có thể bạn sẽ không còn cơ hội nữa đấy, em trai. Lee Seung Jae cảm thấy việc Son Jung Sok gọi mình là em trai như vậy là hơi quá, nhưng Son Jung Sok lại cho rằng, vốn dĩ là em trai mà. Đúng là không khí căng thẳng đến nỗi tôi cảm thấy họ có thể bắt đầu đánh nhau kể cả khi đang đeo xích. An Seung Jeon đã im lặng một thời gian, cuối cùng cũng lên tiếng bảo họ đừng cãi nhau nữa. Cả hai vẫn còn không cam lòng tiếp tục ném vào nhau những lời lẽ đầy thách thức. Choi Woo Joo ngồi đối diện, cố ý nói với hai người đàn ông của mình, chúng ta phải hòa thuận, cùng nhau nhảy múa vòng tròn nhé. Câu này ngụ ý rằng, các anh đừng giống như ba người kia, làm mất hòa khí trong hậu cung nhé. Kim Seung Jun còn nói với Lee Seung Hun, nếu chúng ta phải đánh nhau, thì hãy đánh trong nước.
kỹ năng châm ngòi này cũng thật là đỉnh. Còn chưa đủ hỗn loạn à? Kang Ki-ung U muốn đi xin lỗi Lisa, nhưng anh ta vẫn đang bị xích. Đám người ồn ào đi qua, thật sự không khiến cô ấy cảm thấy bị kích thích sao? Sau khi mọi người ngồi xuống, Kang Ki-ung U trước tiên đưa cho An Seung-jeon một túi khoai tây chiên nói rằng cô hãy ăn trước, sau đó mới đưa cho Choi Sung-hon, và cuối cùng mới đưa cho Lisa với lời nói cô cũng ăn đi. Lisa dĩ nhiên không nhận, trình độ EQ của anh ấy khiến tôi cảm thấy bối rối. Cuối cùng nhờ vào sự thông cảm của Lisa, lời xin lỗi của anh mới thành công. Lisa thậm chí còn xin lỗi An Seung-jeon, vì mình đã khóc khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái. Không khí lúc này liền trở nên thoải mái hơn. Kim Seung-jun đã hoàn toàn chấp nhận vai trò chó con của mình. Khi Choi Hu-ju đi tắm, anh coi như mình đang chờ chủ nhân. Kim Seung-jun và Lee Seung-hun ngồi ở cửa, hát cho Choi Hu-ju nghe để giải buồn. Cảnh tượng đã đủ gượng gạo lại càng trở nên kỳ cục hơn. Khi Choi Hu-ju tắm xong, Kim Seung-jun và Lee Seung-hun bắt đầu tranh giành sự yêu thích. Kim Seung-jun nói người anh muốn tiếp cận chỉ có mình Choi Hu-ju. Anh cũng thế chứ? Hay là anh thích An Seung-jeon? Lee Seung-hun nghe thấy liền phản ứng, anh muốn vu khống tôi sao? Hai người cãi nhau như trẻ con, trong khi Choi Hu-ju ngồi ở giữa, không biết phải làm gì, chỉ đề xuất rằng họ có thể cãi nhau sau khi cô rời đi. Điều khó chịu nhất là họ còn phải bị xích chung khi ngủ. Nhóm ba người họ không thể nằm thoải mái. Hai chàng trai lo lắng mình sẽ vô tình ăn đậu hũ của Choi Hu-ju. Lee Seung-hun nghi ngờ Kim Seung-jun vì trước đó anh đã dựa vào Choi Hu-ju để ngủ trong xe. Kim Seung-jun mặt mày ngán ngẩm, đặt một chiếc gối giữa mình và Choi Hu-ju, đã ổn chưa? Lee Seung-hun vẫn không yên tâm, thậm chí còn muốn ngồi thức suốt đêm trông coi. Kim Seung-jun nghe thấy liền nói, tốt quá, anh cứ trực đêm đi, tôi và Choi Hu-ju sẽ ngủ trước. Sau đó anh lăn vào chăn. Lee Seung-hun, vốn là tấm gương của sự đàn ông, bị anh làm cho không biết phải làm sao, tôi thấy mình thua thiệt quá, anh và Choi Hu-ju cách nhau bao xa, để tôi đo xem. Nhóm bốn bên kia muốn đi ngủ còn khó khăn hơn, ba vị nam phi phải tranh giành vị trí gần An Seung-jeon nhất. Kang Ki-ung U không chen qua được người khác nên chỉ có thể ngủ ở ngoài cùng. Sao anh ấy lúc nào cũng chậm chân thế nhỉ? Sáng hôm sau, khi Choi Hu-ju mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là Lee Seung-hun đang nhìn mình. Cách cô ấy với tay chọc ghẹo Lee Seung-hun, giống hệt như đang chơi đùa với một chú cún vậy. Choi Hu-ju quả là chuyên gia huấn luyện cún. Hai vị hộ vệ bên cạnh không muốn tháo xích, Lee Seung-hun thậm chí nghĩ đến việc sống như vậy suốt đời. Choi Hu-ju cũng cảm thấy thế này cũng khá tốt. Tôi xem đến đây lại bất giác muốn họ ba người ở chung với nhau. Mặt khác, An Seung-jeon trông thật là chán nản. Gương mặt cô viết rõ nếu biết trước thì mình đã không câu dẫn nhiều người như vậy. Cùng ba người đàn ông xích chung một chỗ thật buồn tẻ. Cô khao khát tự do. Còn có người ngáy khò khò làm cho tâm trạng cô càng sụp đổ. Lúc này, An Seung-jeon lén nói với Choi Sung-hon rằng cô 100% sẽ chọn Kang Ki-ung-u. Son Jung-sok ngủ cạnh cô hoàn toàn không nhận thức được tình hình. Cô muốn đổi chỗ Kang Ki-ung-u với anh. Một lát sau, Choi Hu-ju dắt hai chú chó của mình đến. Bắt đầu chế nhạo nhóm F4, các bạn đã vệ sinh cá nhân chưa? Tối qua thật sự là bốn người cùng ngủ một chỗ à? Thật tuyệt với ba người họ thực sự là bộ ba hài hước, nói gì cũng buồn cười. Son Jung-sok bảo họ đừng nhìn nữa, mau lo việc của mình đi, bốn người họ không phải khỉ trong vườn thú, không có gì hay ho đâu. Nhóm F4 còn không chen chúc được để đánh răng, trong khi bộ ba lại khá hòa thuận. Với bộ đồ ngủ này, họ còn giống như những phạm nhân thời cổ bị đày ải cùng nhau. An Seung-jeon muốn trang điểm, ba nam phi chỉ có thể ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Khi tiếng chuông giải xích vang lên, ba người họ vô cùng mừng rỡ, tiếng hoan hô lớn đến mức cả khu nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Nhóm ba người ở đây nghe thấy tiếng chuông mà không hề có động tĩnh gì. Kim Seung-jun nói rằng anh không muốn tháo xích, cứ muốn để như vậy. Nhưng Lee Seung-hun lại nói rằng anh muốn tháo xích, và thậm chí còn lấy xích ra khỏi tay Choi Hu-ju. Lời nói của anh khiến tôi cũng phải nể phục, Choi Hu-ju cuối cùng cũng mất hết hảo cảm với anh. Hôm nay, người được chọn để ghép đôi là do các cô gái quyết định, và lại còn là theo thứ tự đến trước được chọn trước. Ngay khi tiếng còi vang lên, mọi người đã bắt đầu tranh giành. An Seung-jeon quyết định chọn Kang Ki-ung-u, Lisa chọn Son Jung-sok, Kyu Jun-jung chọn Lee Seung-hun, Choi Hu-ju chọn Kim Seung-jun và Choi Sung-hon chọn Lee Seung-jae. Lee Seung-hun nhìn kết quả này, trên khuôn mặt anh ta toàn vẻ không hài lòng. Nhưng ai bảo mỗi lần anh đều nói nhầm lời chứ? Nhóm sản xuất chương trình quả thật không thiếu những trò độc, tuyên bố rằng xích sẽ được rút ngắn từ 1m5 xuống 1m và sau đó yêu cầu họ chơi trò chơi làm bể bóng nước để giành lấy cà phê đá. Mỗi nhóm đều chọn tư thế đối mặt khó khăn nhất, hiệu quả có thể không cao nhưng tôi xem mà vui không thể tả. Phải thế này mới hấp dẫn. Son Jung-sok suýt nghẹt thở ôm lấy Lisa. Kang Ki-ung-u dùng bụng mình thành công làm vỡ bóng nước. Chỉ có Lee Seung-jae và Choi Sung-hon, hai người không có chút tia lửa nào lại đang chơi game một cách nghiêm túc. Nhưng những cảnh quay hấp dẫn như thế này, tôi cũng được xem miễn phí sao? Nếu tiếp tục như vậy, chương trình chắc chắn không thể phát sóng. Choi Hu-ju và Kim Seung-jun chơi đùa một cách nhẹ nhàng nhất. Hai người ôm nhau một hồi lâu nhưng không có quả bóng nào vỡ. Lee Seung-hun còn nhìn Choi Hu-ju một cái trước khi ra sân. Sau đó chuyển sang chế độ chàng trai hài hước, Kyu Jun-jung suýt bị anh quăng ra ngoài. Sau khi trò chơi kết thúc, họ còn phải đi thu thập nước biển, nhóm nào thu được nhiều nhất sẽ được thưởng bữa tiệc nướng.
Một chương trình tình yêu đột nhiên biến thành chương trình thể thao, cảnh mọi người nhảy xuống nước thu thập nước biển giống như đang thả bánh bao vậy. Mọi người đều dùng áo sơ mi, quần áo để chứa nước, chỉ mình Lee Seung Hoon từ tốn dùng tay. Nếu anh không muốn ăn tối với Kim Jun Jung thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm như vậy. Kim Jun Jung còn dùng miệng để chứa nước biển, thật là quá nỗ lực rồi. Cuối cùng thì Choi Woo Joo và Kim Seung Jun đã thắng, và đội sản xuất chương trình lại để những người khác ngồi xem họ ăn. Họ được ăn thịt trong khi những người khác chỉ có rau và cơm trắng. Choi Woo Joo khuyên mọi người hãy ăn bằng mắt thật nhiều, khiến Lee Seung Hoon đầy ghen tị, lẩm bẩm một câu rằng trông cũng không ngon lắm. Choi Woo Joo lập tức trừng mắt nhìn anh, nếu miệng anh thật sự không biết nói lời hay, thì tốt nhất là nên hiến nó đi. Nghe Lee Seung Hoon nói vậy, Choi Woo Joo quyết định cho phép mọi người ngoại trừ nhóm của Lee Seung Hoon được ăn thịt, nhưng mỗi người chỉ được gắp một đũa thịt. Kang Ki Ung U gắp một miếng thịt to hơn cả khuôn mặt mình cho nữ thần trong lòng, An Seung Jeon, cho thấy anh thực sự rất yêu cô ấy. Choi Woo Joo, vì nể mặt Kim Jung Jung, cuối cùng cũng cho phép nhóm của họ gắp thịt. Khi tiếng chuông giải xích vang lên, mọi người đều mải mê ăn mà không ai quan tâm, cười chết đi được, ai mà quan tâm đến việc mở khóa khi đang ăn ngon lành chứ. Đội sản xuất chương trình còn yêu cầu họ xếp hạng theo mức độ yêu thích với người khác giới. An Seung Jeon bất ngờ xếp Son Jung Sok ở vị trí cuối cùng, trong khi Son Jung Sok lại xếp Choi Sung Hon lên đầu và An Seung Jeon rơi xuống vị trí thứ tư, có vẻ như họ đã đến giai đoạn không xem nhau là gì rồi. Kim Jung Jung nhận ra Lee Seung Hoon thực sự không hề có cảm tình với cô, nên cô quyết định chuyển hướng sang Kim Seung Jun và Kang Ki Ung U. Cô ấy, tuổi nhỏ nhất, đã viết thêm từ Oppa sau mỗi tên, trông thật đáng yêu. Kim Seung Jun trong lòng vẫn luôn đặt Choi Woo Joo lên hàng đầu, vị trí thứ hai là An Seung Jeon, vậy nên Kim Jung Jung có lẽ không còn cơ hội ở đây. Điều buồn cười nhất là dù Lee Seung Hoon đã như vậy, anh vẫn kiên định chọn Choi Woo Joo. Và điều đáng ngạc nhiên là sau khi đắn đo, Choi Woo Joo lại bất ngờ xếp Lee Seung Hoon lên hàng đầu. Có vẻ như cô thật sự không quan tâm đến những lời nói của anh ấy. Mối quan hệ của họ là điển hình cho câu nói ghét của nào trời trao của ấy. Cuối cùng, hai khách mời nam và nữ có mức độ phổ biến thấp nhất trong chương trình, hôm nay sẽ phải ở lại qua đêm trên đảo. Và hai người đó chính là Son Jung Sok và Kim Jung Jung. Điều hài hước là họ cũng đã đặt nhau ở vị trí cuối cùng trong danh sách yêu thích của mình. Kết quả giờ đây họ bị buộc phải khóa chung với nhau, quả là trớ trêu. Cả hai không cảm thấy mình có lỗi gì với đối phương, nếu phải sinh tồn ngoài hoang dã thì cứ thử xem sao. Chẳng qua là ngủ chung một lều mà thôi, họ có thể làm được. Thấy họ cùng nhau, tôi cũng không nhịn được cười. Khi sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Jun Jun dù đau chân nhưng cô vẫn làm trà đá cho Kim Seung Jun. Ở một góc khác, An Seung Jeon và Kang Ki Ung U đã nắm tay nhau. Lee Seung Hoon, sau bao lần nói nhầm, cuối cùng cũng đề nghị muốn nói chuyện với Choi Woo Joo. Anh không hiểu tại sao thái độ của cô ấy lại thay đổi. Choi Woo Joo nói rõ ràng, chính vì lời anh nói cô rất nghe lời mà cô cảm thấy bị xúc phạm. Lee Seung Hoon giải thích rằng anh chỉ là ghen tức nên mới lỡ lời nói vậy. Anh hiện rất hối hận và hy vọng Choi Woo Joo có thể tha thứ cho mình. Sau khi trải lòng, không khí giữa họ lại trở nên tốt đẹp. Choi Woo Joo nghe được Lee Seung Hoon luôn nói anh sẽ không thay đổi, cô cố ý hỏi anh liệu cô có thể tiếp tục tìm hiểu và trở nên thân thiết với người khác không. Lee Seung Hoon ngay lập tức nói không được. Choi Woo Joo thấy rằng cách biểu đạt của anh rất chắc chắn. Tốt lắm, tôi thích điều đó. Về việc có nên trở nên thân thiết với anh, tôi sẽ tự quyết định. Lee Seung Hoon cười và nói cô hơi ích kỷ, nhưng Choi Woo Joo tự tin thừa nhận, đúng vậy, anh không thích à? Lee Seung Hoon làm sao có thể không thích, Choi Woo Joo thấy anh rất đáng yêu, nhưng Lee Seung Hoon không muốn chỉ đáng yêu trong mắt cô. Nhưng sau khi nghe Choi Woo Joo nói rằng cô thích sự đáng yêu, anh liền thay đổi lời nói, vậy, đáng yêu cũng được. Lời nói ngọt ngào đến mức này, Choi Woo Joo quả là bậc thầy huấn luyện. Sau đó, ban tổ chức một cuộc thi. Nam thi kẹp bắp đùi còn nữ thì thi vật tay. Cuối cùng người chiến thắng là Son Jung Sok và Choi Woo Joo. Chưa dừng lại ở đó, hai người chiến thắng còn phải đấu một trận nữa, đó là thi không chớp mắt. Cuối cùng, Choi Woo Joo là người giành chiến thắng. Người chiến thắng được phép chọn bạn cặp cho mình và còn có quyền ghép đôi cho các cặp. Nếu Choi Woo Joo không thể làm mọi người hài lòng, vậy thì hãy để không ai cảm thấy hài lòng. Kim Jung Jung và Kang Ki Ung U, An Seung Jeon và Kim Seung Jun, Choi Sung Hon và Lee Seung Hoon, Lisa và Lee Seung Jae, và cuối cùng là chính cô ấy với Son Jung Sok. Các cặp đôi này đều được chia tách một cách sạch sẽ, không ai là ngoại lệ. Lee Seung Hoon tỏ ra bối rối, nghĩ rằng có lẽ là do lời xin lỗi của anh trước đó không đủ chân thành. Kim Jung Jung và Kang Ki Ung U chưa kịp làm gì thì An Seung Jeon đã liên tục gây áp lực lên họ. Dù không thể ở cùng Kang Ki Ung U, nhưng cô vẫn rất tin tưởng anh. Kim Jun Jun cũng nói rằng cô sẽ lấy hết can đảm, trong khi An Seung Jeon vẫn khẳng định, tôi tin Oppa. Kang Ki Ung U, ngồi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Lee Seung Hoon nhìn Son Jung Sok, ghen tị vì anh được ở cùng Choi Woo Joo. Son Jung Sok an ủi anh, không sao, tôi sẽ chơi thay cả phần của bạn và trở về. Không cần đâu, ha ha. Choi Woo Joo trước khi đi còn nhắc nhở Lee Seung Hoon đừng chỉ nói chuyện về cô ấy. Cô ấy muốn suy nghĩ kỹ càng hơn. Lee Seung Hoon cũng nói, bạn đừng nói dối lòng mình. Cuộc tranh cãi giữa hai người này thực sự là không thể tin nổi, khiến Choi Sung Hon ngồi bên cạnh cảm thấy rất khó chịu. Cuộc hẹn hò siêu xa xỉ của Choi Woo Joo thực chất chỉ là
việc đổi sang một phòng khách sạn đắt tiền hơn một chút. Sau đó họ ngồi trên chiếc giường lớn và trò chuyện. Thái độ của Choi Woo Joo đã rõ ràng, cô ấy muốn tiếp xúc và xem xét tất cả mọi người, nhưng giữa cô và Son Jung Sok thực sự không có chút tia lửa nào. Bên phía Lee Seung Jae, từ khi Lisa mới đến, anh đã cảm thấy tò mò về cô và giờ đã có cơ hội. Khi hẹn hò cảm thấy khá hòa hợp, cặp đôi An Seung Jeon và Choi Sung Hon ở lại trong biệt thự đều cảm thấy buồn ngủ vì cuộc hẹn không có gì thú vị. Nhưng khi nghe tin Kang Ki-ung Woo và Kyu Jun-jung đã đi vào phòng đôi, An Seung Jeon lại tỉnh táo ngay. Nhưng không gian hẹn hò giữa Kyu Jun-jung và Kang Ki-ung Woo chỉ giống như hai anh em trò chuyện với nhau mà thôi. Sau khi họ nói chuyện xong và đi xuống, An Seung Jeon bắt đầu tỏ thái độ với Kang Ki-ung Woo. Khi Kang Ki-ung Woo đề nghị mọi người cùng nhau đi ngâm chân, An Seung Jeon lại cố tình kéo Kim Seung-jung đi hẹn hò. Còn Kang Ki-ung Woo vẫn cười toe toét, không hiểu cô đang tức giận điều gì à, anh chàng, cô ấy đang giận vì anh đấy. Kang Ki-ung Woo rất thích ngâm chân ở bể bơi, nhưng ánh mắt thì vẫn liếc nhìn về phía An Seung Jeon. Sau khi An Seung Jeon đi một vòng, cô và Kim Seung Jun quay lại bể bơi nằm phía sau Kang Ki-ung Woo. Hai người họ cố tình thể hiện sự thân mật khiến Kang Ki-ung Woo càng thêm ghen tị. Sau đó, trận chiến ghen tuông bắt đầu di chuyển vào bếp. Kyu Jun Jung trở thành thật khổ, cô bị anh kéo đi khắp nơi trong bếp, thậm chí còn phải chú ý đến ánh mắt của An Seung Jeon. An Seung Jeon cũng dùng Kim Seung Jun như một công cụ, ăn chung một cây kem với anh và liên tục khen anh nấu ăn ngon ở trên bàn ăn, trong khi Kim Seung Jun cũng rất hợp tác, khiến Kang Ki-ung Woo cả tức giận cả buổi. An Seung Jeon thấy Kang Ki-ung Woo bực mình mà lòng thấy thoải mái mặt khác, Choi Woo Joo như một nữ hoàng chia sẻ sự ưu ái của mình cho mọi người. Khi cô trở về sau cuộc hẹn, cô nghe nói Kim Seung Jun đã chờ cô suốt và còn nấu những món ăn rất ngon. Phản ứng đầu tiên của cô là hỏi anh, sao lại thể hiện sức hút như vậy khi không có em? Kim Seung Jun tỏ ra buồn bã, bởi vì em đã bỏ anh ở lại mà. Lúc này Lee Seung Hoon cũng trở về, anh ấy cũng luôn nghĩ về Choi Woo Joo. Choi Woo Joo biết rõ tâm ý của cả hai, nên cô trả lời, tôi cũng đã nhớ cả hai người. Câu trả lời của cô thật ba chấm. Lee Seung Hoon cảm thấy bị tổn thương bởi câu nói đó, anh bắt đầu nảy sinh ý định từ bỏ. Sau khi công bố cởi xích, An Seung Jeon lập tức chạy đến tìm Kang Ki-ung Woo để nói rõ mọi chuyện. Chính anh đã khiến em tức giận, nên em mới hành động như vậy. Em đã cảm thấy rất lo lắng. Kang Ki-ung Woo cũng xin lỗi cô, và sau màn cãi vã đó, mối quan hệ của họ lại càng trở nên ấm áp hơn. Lisa trở về và đi tìm Son Jung Sok khắp nơi, cô còn chủ động đề nghị muốn ngủ bên cạnh anh vào buổi tối. Có vẻ như cuộc hẹn của cô với Lee Seung Jae thực sự rất tẻ nhạt, đến mức chương trình cắt hết cảnh quay của họ. Vì Lisa kiên quyết muốn ngủ ở chỗ của Kang Ki-ung Woo, khiến Kang Ki-ung Woo người muốn được gần gũi An Seung Jeon, đành phải thay đổi chỗ ngủ của mình. Lee Seung Jae hoàn toàn không hiểu hành động này, anh cảm thấy Lisa chỉ đang chơi đùa với mình. Lisa say xỉn đến mức nói không rõ, sau khi nằm xuống còn đề nghị nắm tay với Son Jung Sok. Son Jung Sok bị sự nhiệt tình của cô làm cho bối rối. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Lisa cảm thấy rất ngượng ngùng, đến mức muốn trở về Seoul ngay lập tức. Có lẽ cô đã làm những điều điên rồ khi say vào tối hôm trước. Hôm nay, cuộc hẹn tự do không có dây xích. Có hai lựa chọn là nhảy dù trên bầu trời và đi du thuyền trên biển. Kim Seung Jun nhanh chóng nắm bắt cơ hội, sáng sớm đã hỏi Choi Woo Joo có muốn cùng đi nhảy dù không và cô ấy đã đồng ý ngay lập tức. Kang Ki-ung Woo, dù mới nãy đã mạnh miệng nói với các anh em rằng anh sẽ thuyết phục An Seung Jeon chọn nhảy dù, nhưng khi An Seung Jeon xuất hiện, anh lại nhượng bộ, em nói muốn đi biển thì chúng ta cứ đi biển, tôi đều được. Cuối cùng, Lisa, Kyu Jun Jung, Lee Seung Jae, Choi Woo Joo, Kim Seung Jun và Lee Seung Hoon đều chọn nhảy dù. Choi Sung Hon và Son Jung Sok chọn du thuyền. Lisa nhanh chóng đổi ý muốn đi cùng Son Jung Sok, Lee Seung Jae lại bày ra vẻ mặt buồn bã của người khi bị bỏ rơi. Lee Seung Hoon lại chủ động đề xuất muốn nói chuyện riêng với Choi Woo Joo. Anh đã bày tỏ cảm xúc khó chịu của mình sau khi nghe lời nói của Choi Woo Joo hôm qua. Cảnh tượng quen thuộc này, lý do tương tự, Lee Seung Hoon dù biết mình đang ở trong ao cá, nhưng anh vẫn nguyện đắm chìm. Lisa trên du thuyền giúp Son Jung Sok thoa kem chống nắng và còn viết tên mình trên lưng anh. Choi Sung Hon thực sự cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với Son Jung Sok, nhưng Lisa quá nhiệt tình khiến cô không tìm được cơ hội. Son Jung Sok đi bơi, Choi Sung Hon đã dũng cảm nhảy xuống, và Lisa cũng lập tức theo sau. Tình yêu giữa ba người quá chật chội, đến mức không thể chen chân vào một khung hình tự sướng. Lee Seung Hoon chọn nhảy dù chỉ vì Choi Woo Joo, nhưng sau khi lên máy bay, anh đã cảm thấy sợ hãi. Choi Woo Joo lại nắm lấy tay anh nói sẽ bảo vệ anh. Lee Seung Hoon hỏi, vậy em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ? Choi Woo Joo không nói gì, khiến Lee Seung Hoon tiếp tục nói, tôi chỉ muốn cho em thấy mặt mạnh mẽ của mình. Đừng nhớ về hình ảnh tôi lúng túng. Choi Woo Joo cuối cùng vỗ về anh, vậy anh cố gắng lên nhé. Sau đó, cô nắm chặt tay anh hơn nữa. Khi Lee Seung Hoon nhảy xuống, anh vẫn hét lên tên của Choi Woo Joo, tôi phải khen anh một câu, chú chó trung thành. Kim Seung Jun cùng Kyu Jun Jung đi trên máy bay mui trần. Kyu Jun Jung đã khẳng định tình cảm của mình dành cho Kim Seung Jun và bây giờ cô ấy bắt đầu chơi lớn. Em từng nói với các chị rằng em tuyệt sẽ không chọn bầu trời, nhưng bây giờ em đã lấy hết quyết tâm để đi cùng với anh. Sau khi bay lên trời, cô ấy còn khuyên Kim Seung Jun đừng luôn nghĩ về Choi Woo Joo.
phòng quan sát đều vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm của cô ấy. Trên máy bay, Kim Jun Jun rất sợ hãi, Kim Seung Jun sẽ giơ tay che mắt cô để cô không phải nhìn xuống, tạo cảm giác an toàn, rất dễ khiến người ta rung động. Trong khi đó, có ai nhớ không, Lee Seung Jae cũng chọn hoạt động trên trời, nhưng không phải tôi không muốn nhắc đến anh ấy, mà là anh ấy không xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay nào, cứ như là người vô hình vậy. Sau khi trở về nhà, Lee Seung Hoon và Kim Seung Jun đều muốn mời Choi Woo Joo đi dạo vào buổi tối. Cuộc chiến giữa hai người đàn ông này chưa bao giờ dừng lại. Cuối cùng, quyền chọn lại thuộc về Choi Woo Joo, nhưng cô nói rằng việc cô chọn ai lần này không đại diện cho việc cô thích ai hơn, đây chỉ là vì lời mà cô đã hứa trước đó mà thôi. Vì vậy, lần này cô chọn đi dạo với Kim Seung Jun và cô cũng gọi Lee Seung Hoon ra để nói chuyện riêng, lần sau có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ đi với bạn. Từ khi xác nhận tình cảm với Kang Ki-ung-woo, tình cảm của cặp đôi An Seung Jeon đã được xác định, cô nàng từ bỏ việc câu cá, và bây giờ, dường như Choi Woo Joo đã kế thừa nghề của cô. Choi Woo Joo và Kim Seung Jun cùng nhau đi ăn bít tết, cùng đút cho nhau ăn. Kim Seung Jun còn cắt thịt bò cho cô. Choi Woo Joo trực tiếp nói với anh, bây giờ tôi đang ở đây với bạn, vậy nên lần sau cô sẽ đi hẹn hò cùng Lee Seung Hoon vô điều kiện, điều này không sao chứ. Kim Seung Jun dĩ nhiên không vui vẻ, anh mong Choi Woo Joo không đi, nhưng lại muốn ưu tiên cảm xúc của Choi Woo Joo. Anh dành tình cảm chân thành cho Choi Woo Joo. Nhưng Choi Woo Joo cảm thấy Kim Seung Jun đối xử với ai cũng tốt như nhau, anh không tạo cho cô sự chắc chắn. Biểu hiện hôm qua và hôm nay của anh không tốt bằng Lee Seung Hoon. Lee Seung Hoon rõ ràng cả ngày đều đang chờ em, nhưng anh có vẻ lại không như vậy. Nghe vậy, Kim Seung Jun không chịu thua, tôi sẽ cho em thấy hôm nay tôi thể hiện tốt như thế nào. Choi Woo Joo rất hài lòng với phản ứng của anh. Kim Seung Jun lái xe mui trần đưa cô đi dạo, thái độ của cô đối với anh lại càng mập mờ. Cô liên tục nhìn anh, thậm chí nói, vì quá đẹp trai nên em cứ muốn nhìn anh. Kim Seung Jun được cô khen đến nỗi tim đập loạn nhịp, và sau đó, họ nắm tay nhau. Kim Seung Jun từng nói sẽ vì Choi Woo Joo mà hái sao, vì vậy anh còn chuẩn bị một chiếc đèn hình ngôi sao. Choi Woo Joo cảm động và bày tỏ, bây giờ em thực sự cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Kim Seung Jun nhìn lên bầu trời và nói, càng nhìn càng đẹp, tôi đang nói về em đấy. Đây quả thực là cảnh tượng như trong phim ngôn tình. Khi Kim Seung Jun trở về sau cuộc hẹn, Kim Jun Jung đã chuẩn bị kỹ càng để thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng Kim Seung Jun không có bị lung lay và anh từ chối Kim Jun Jung một cách thẳng thắn. Kim Jun Jung rơi nước mắt, nhưng Kim Seung Jun chỉ nói lời xin lỗi rồi đi mất, thậm chí còn không đưa tờ giấy cho cô. À, đừng khóc, em vẫn có thể tìm được người tốt hơn mà. Nếu không được, bạn và Lee Seung Jae vô hình kia cũng có thể thành một đôi mà Kang Ki-ung-woo. Sáng hôm đó dậy sớm và nấu canh đậu nành cho mọi người ăn sáng. Những hành động ân cần như vậy thực sự rất cộng điểm, nhưng mắt tôi không thể không chú ý đến chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ anh. Lee Seung Hoon hôm qua không thể hẹn hò được với Choi Woo Joo, hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hẹn, thậm chí cả kiểu tóc cũng cần phải tỉ mỉ đến từng sợi. Kim Seung Jun như một chú cún ngoan ngoãn ngồi bên giường, chỉ vì có thể là người đầu tiên chào hỏi cô mà ngồi chờ Choi Woo Joo xuống lầu. Anh tận dụng cơ hội giúp Choi Woo Joo chỉnh sửa vòng cổ để tăng cường tiếp xúc thân mật, anh cố tình làm vậy đúng không? Hình như hơi lệch đấy, tôi ngồi đây là để chờ em, muốn nói chuyện một lát trước khi đi. Choi Woo Joo thấy anh ngoan như vậy liền ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với anh. Thực ra Kim Seung Jun lo lắng rằng cuộc hẹn hôm nay của Choi Woo Joo và Lee Seung Hoon sẽ ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng vào ngày mai. Choi Woo Joo cầm lấy góc áo anh và hỏi, vậy sao anh lại nói với em? Kim Seung Jun nói em đi nhưng đừng bị lung lay nhé. Nhìn vào sự gắn bó của họ, chị em có thể nghĩ rằng Choi Woo Joo đã có quyết định trong lòng chưa? Không không không, cô ấy vẫn đang cân nhắc. Kim Jun Jung tối hôm trước đã thổ lộ với Kim Seung Jun nhưng bị từ chối thảm hại, giờ đây cả hai cứ gặp mặt là cảm thấy ngượng ngùng. Ăn sáng gặp nhau còn phải tránh ánh mắt của nhau, mọi người đều nhận ra điều này. Lee Seung Hoon rất chăm chút cho cuộc hẹn hò, khi mọi người đều mặc áo sơ mi, anh lại cứ phải mặc một bộ vest để tạo dáng. Kết quả là mới ăn sáng xong đã nóng đến mức phải cởi ra, hài hước nhất là chiếc quần lót màu đỏ bên trong của anh còn bị lộ. Lee Seung Hoon cảm thấy xấu hổ đến mức phải vội vã chạy về phòng đổi quần. Anh này làm tôi cười chết mất. Trước khi Lee Seung Hoon lên đường, mọi người còn cho anh lời khuyên chiến lược trước cuộc hẹn. Kang Ki-ung-woo với vẻ mặt của người từng trải chia sẻ kinh nghiệm, hãy chú ý, ân cần và biểu hiện tốt vào đấy. Đừng cứ cười ngây ngô như thế, không có giá trị gì cả. Mang theo một chiếc dây chun, khi cô ấy ăn có thể cần buộc tóc, lúc đó anh có thể đưa nó ra. An Seung Jeon nghe xong thì nói, ồ, không ngờ Kang Ki-ung-woo lại hiểu rõ vậy. Kim Jun Jung cũng nhắc Lee Seung Hoon đừng gây áp lực lớn cho Choi Woo Joo, đặc biệt là phải kiểm soát lời nói, đừng nói những điều không nên nói. Nhưng Lee Seung Hoon lại chẳng nghe vào tai. Ngay khi bắt đầu cuộc hẹn, anh đã chủ động nhắc đến chuyện Kim Seung Jun hôm qua hẹn hò với Choi Woo Joo, nói rằng đối phương đã cố gắng hết sức và mình cũng sẽ không thua kém. Mặc dù miệng nói sẽ không làm Choi Woo Joo cảm thấy áp lực, nhưng những lời này thực sự đã tạo ra áp lực rồi. Trong khi Lee Seung Hoon nói chuyện, Choi Woo Joo chỉ chăm chú ăn mà không mảy may quan tâm đến những gì anh nói, ăn no rồi mới lạnh lùng lắng nghe anh ta, ánh mắt như muốn nói tôi xem anh sẽ nói gì nữa. Dù sao cô ấy cũng chưa quyết định, việc anh ta muốn thể hiện thế nào là chuyện của anh ta. Lee Seung Hoon sẵn lòng trở thành con cá của cô,
mặc kệ người khác gọi anh là kẻ ngốc, anh cũng không quan tâm. Vì vậy, dù Choi Woo-joo có thái độ gì với anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi. Mặt khác, Lee Seung-jae chủ động mời Lisa đi hẹn hò, cuối cùng người anh em thường xuyên vô hình này cũng có cảnh quay. Tuy nhiên, cuộc hẹn hò của họ vẫn bị chương trình cắt bỏ, chúng ta vẫn không biết họ đã nói chuyện gì. Choi Sung-hon sau nhiều tập bị động, cuối cùng đã chủ động mời Son Jung-sok đi dạo. Họ ngồi trên bãi biển và cùng nhau uống rượu. Choi Sung-hon thổ lộ rằng người cô luôn đặt ở vị trí số 1 trong lòng là Son Jung-sok. Từ khi mới đến, Son Jung-sok cũng tâm đầu ý hợp nhất với Choi Sung-hon. Mỗi khi Lisa đến thể hiện sự nhiệt tình, anh thường không hiểu sao lại liếc nhìn Choi Sung-hon, có lẽ là do anh không giỏi từ chối nên thường trở nên bị động. Son Jung-sok tham gia chương trình với mong muốn tìm kiếm mối quan hệ lâu dài, không muốn kết thúc chương trình rồi lại chia tay. Vì vậy, anh luôn đấu tranh và băn khoăn. Cuối cùng, Choi Sung-hon đã dũng cảm nói thẳng với Son Jung-sok, gần đây, người luôn ở vị trí đầu tiên trong lòng tôi là bạn. Mặt Son Jung-sok đột nhiên đỏ bừng, anh không phải là người sẽ đỏ mặt khi uống rượu, đây là vì xấu hổ. Anh tỏ ra ngượng ngùng và cách anh uống rượu cũng trở nên đáng yêu. Nếu hai người họ thật sự có thể trở thành một cặp thì thật tốt biết mấy. Son Jung-sok vừa nói chuyện với Choi Sung-hon xong đã gặp Lisa, áp lực tức thì lại tăng lên. Lisa nói rằng cô luôn đối xử với Son Jung-sok như một hoàng tử, cô sẽ cư xử cẩn thận hơn khi anh đến, tất cả những điều này là bởi vì tôi thích bạn. Nghe xong, Son Jung-sok càng thấy đầu óc rối bời. Lúc này, Choi Sung-hon cũng ngồi xuống bàn, cuộc chiến này thực sự quen thuộc. Son Jung-sok nói rằng mình ướt đẫm chỉ vì đã đi biển cùng Choi Sung-hon. Lisa trực tiếp hỏi Son Jung-sok đi chơi có vui không? Son Jung-sok lúng túng không biết phải nói gì. Lisa, em đẩy người ta vào thế khó thế này, không sợ họ chạy mất sao? Trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, họ cuối cùng cũng không còn ngủ chung một chỗ nữa, mỗi người đều có phòng riêng. Trong ngày quyết định cuối cùng, chương trình còn thuê riêng một chiếc xe đua cho mỗi người. Không nói đến kết quả, ít nhất sự chuẩn bị cũng khá hoành tráng. Các nữ khách 10 lần lượt chọn phong bì có tên các chàng trai, sau đó lái xe đến nơi tỏ tình. Cặp không có gì bất ngờ nhất là An Seung Jeon và Kang Ki Ung U, họ trước ngày lựa chọn cuối cùng đã rất ngọt ngào và mặn nồng. Khi An Seung Jeon xuống xe đi đến, Kang Ki Ung U vì đã chờ đợi rất lâu nên cảm thấy hơi lo lắng. Anh nói mình chắc chắn 99%, nhưng vẫn cảm thấy 1% còn lại có thể có sự thay đổi. Nhưng khi thấy xe của An Seung Jeon đến, anh liền an tâm. Khi An Seung Jeon xuống xe, cảm xúc của anh tăng vọt, cảm thấy rất hạnh phúc. Họ trước đó vì không có cơ hội khóa chặt với nhau, vậy nên bây giờ chương trình đã cung cấp cho họ một chiếc xích. Nếu đồng ý với lời tỏ tình, họ sẽ khóa xích với nhau, không đồng ý thì có thể lập tức tháo ra. Kang Ki Ung U dĩ nhiên là tự tay khóa xích cho An Seung Jeon, hai chiếc xích kết nối với nhau. Thật đáng tiếc là họ không ôm nhau mà chỉ nắm tay rồi rời đi, có vẻ như họ thật sự vội vã muốn nhận tiền thù lao. Bên phía Son Jung-sok, anh cuối cùng cũng đợi được Lisa, Choi Sung-hon chẳng thấy xuất hiện chút nào. Chương trình cuối cùng tiết lộ rằng người mà Son Jung-sok đợi chính là Lisa, và xích của họ cuối cùng cũng được kết nối thành công. Tôi xem mà cảm thấy hoang mang, dây dưa tình cảm này phát triển thật khó hiểu. Hôm qua Son Jung-sok còn nói sẽ chú ý đến Choi Sung-hon, hôm nay đã vui vẻ nắm tay với Lisa. Còn Choi Sung-hon thì đã chủ động rút lui khỏi cuộc tranh đấu này, cô cảm thấy mình đã nỗ lực tranh đấu và giờ cảm xúc dành cho Son Jung-sok, người từng đứng đầu danh sách của cô, cũng đã giảm bớt. Vì vậy, cô không chọn ai cả. Người cũng không chọn ai là Lee Seung-jae, anh ấy cả quá trình đều không có cảm giác đang tham gia chương trình hẹn hò. Kim Seung-jun và Lee Seung-hoon đều chờ đợi sự chọn lựa của Choi Woo-joo. Vậy Choi Woo-joo cuối cùng đã chọn ai? Câu trả lời là Lee Seung-hoon. Khi thấy cô ấy đến, nụ cười của anh ấy thật sự rất rạng rỡ, nếu có đuôi chắc chắn đã vẫy như cánh quạt. Cảnh hai người ôm nhau bên bờ biển cũng khá lãng mạn. Cuối cùng thì xin chúc mừng Choi Woo-joo đã dắt đi chú chó trung thành của mình. Kim Seung-jun đã chờ đến tối mịt mà không thấy ai đến, cuối cùng người đến chỉ là Kyu Jun-jung. Dù đã từng bị Kim Seung-jun từ chối một lần, cô vẫn nỗ lực bày tỏ tình cảm của mình. Ngay sau khi tỏ tình, cô đã kết nối xích lại với nhau. Kim Seung-jun biết ơn cô đã chọn mình, nhưng tình cảm của anh vẫn không thay đổi, nên anh đã tháo xích ra. Kyu Jun-jung lại một lần nữa bị từ chối, cuối cùng chỉ nhận được cái ôm an ủi từ Kim Seung-jun và chương trình bất ngờ kết thúc. Không biết sau khi xem xong các bạn cảm thấy thế nào, tôi chỉ thấy mình đã xem một sự cô đơn. Ban đầu chương trình này chỉ ghi hình trong 10 ngày và thậm chí còn không được quay tại Hàn Quốc nữa. Chương trình được quay ở đảo Saipan, nhưng dường như nhóm sản xuất không chuẩn bị kỹ lưỡng. Các hoạt động hẹn hò và trò chơi ở giai đoạn đầu dù không thú vị cũng không sao, nhưng giai đoạn sau bị cắt ghép lộn xộn, khiến mỗi cặp đôi trở nên rất đột ngột trong việc phát triển mối quan hệ. Thái độ của Son Jung-sok đối với Lisa, tôi chỉ thấy sự phản kháng và không thích nghi, trong khi mối quan hệ của anh với Choi Sung-hon lại tự nhiên hơn. Nếu nhóm sản xuất có thể phát sóng thêm về quá trình thay đổi nội tâm của Son Jung-sok hoặc tương tác giữa hai người, khán giả cũng không đến mức hoang mang như vậy. Tình tiết tam giác tình yêu xung quanh Choi Woo-joo còn lộn xộn hơn. Chúng ta chỉ thấy Choi Woo-joo đang lưỡng lự giữa hai người đàn ông, và lựa chọn cuối cùng dường như chỉ như là đang gượng ép tạo ra cặp đôi. Về mức độ yêu thích giữa Choi Woo-joo và hai chàng trai, thì chương trình không hề thể hiện rõ. Lee Seung-jae, Choi Sung-hon và Kyu Jung-jung, những người xui xẻo này, hầu như không có nhiều thời lượng lên sóng.
và Lee Seung Jae thậm chí có nhiều tập không hề xuất hiện trong cảnh hẹn hò. Với yếu tố xích sắc thú vị và yêu cầu nam nữ khách mời ngủ chung giường, tôi ban đầu nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ có cấp độ như Single Inferno hoặc Eden. Nhưng sau khi xem mới biết, chức năng lớn nhất của chiếc xích chỉ là để dắt người như dắt chó. Các tình huống kích thích tưởng tượng đều trở thành trò chơi trẻ con. Ngoài cảnh đẹp, đội hình tốt và ngân sách dồi dào, tôi không thấy điểm sáng nào khác trong chương trình. May mắn là chị em chỉ xem video của tôi mà không tốn thời gian xem phim gốc. Tôi cũng đã bình luận về chương trình tình cảm này trên kênh của mình, mời chị em đến cùng theo dõi và bày tỏ ý kiến. Đó là tất cả cho chương trình này, nếu thích đừng quên ấn like và theo dõi tôi. Nếu muốn nghe tôi nói về chương trình giải trí nào khác, cũng có thể để lại trong phần bình luận. Hẹn gặp lại vào lần sau.